số ca đái tháo đường biến chứng nặng tăng cao, đa phần ở người lớn tuổi. Phương pháp làm đẹp Biêu da tiềm ẩn biến chứng khó lường nếu thực hiện sai cách. Phòng ngừa HPV sớm để bảo vệ tương lai cho con. Kính chào quý vị, bây giờ là 12:30, khung giờ quen thuộc của bản tin Alo Doctor trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị đến với những tin tức y tế mới nhất. Bệnh viện Nội tiết Trung ương thời gian gần đây trong tình trạng quá tải do số ca bệnh đái tháo đường nhập viện cấp cứu vì biến chứng nặng tăng cao. Có thời điểm lượng bệnh nhân cấp cứu tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái, đa phần là các bệnh nhân lớn tuổi, đái tháo đường lâu năm dẫn đến mắc phải một bệnh nhiễm trùng. Dự báo hôm nay, Nam Bộ là nơi có nắng mạnh nhất cả nước. Tham gia các hoạt động ngoài trời ngày cuối tuần, quý vị lưu ý bảo vệ da và mắt khỏi tác động từ tia cực tím. Trưa và chiều nay, chỉ số tia cực tím hay tia UV ở thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố khác như Vĩnh Long, Cà Mau, Phú Quốc đều lên mức từ 9 cho đến 10. Đây là mức gây hại rất cao, làm bỏng rát da nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng quá 15 phút. Tia UV cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra nám da, ung thư da. Quý vị chú ý hạn chế ra ngoài vào trưa và chiều nếu không có việc cần thiết. Khi ra ngoài, cần mặc quần áo kín và bôi kem chống nắng. Mới đây, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cùng tập đoàn dược phẩm GSK của Anh chính thức ra mắt và triển khai tiêm vaccine thế hệ mới phòng viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu nhóm B gây ra. Sau gần 40 năm từ khi vaccine phòng viêm màng não mô cầu nhóm B, C của Cuba ra đời trên thế giới và đưa vào sử dụng nhiều năm, thì đây là lần đầu tiên Việt Nam có thêm một loại vaccine phòng viêm màng não mô cầu nhóm B tương tự được sản xuất theo công nghệ mới. Bệnh viêm màng não mô cầu nhóm B là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tử vong chỉ trong 24 giờ từ khi phát bệnh hoặc là gánh nặng tàn tật suốt đời đối với những người sống sót như đoạn chi, điếc, mù lòa, chậm phát triển, thiểu năng trí tuệ. Để phòng bệnh do viêm màng não mô cầu, các chuyên gia y tế khuyến cáo trẻ từ 2 tháng tuổi và người lớn, nhất là những người mắc các bệnh lý mãn tính, cần tiêm vaccine phòng ngừa sớm. Đưa chi phí khám sàng lọc ung thư cổ tử cung vào danh mục được bảo hiểm y tế chi trả, đó là đề xuất mới được đưa ra tại một hội thảo do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Xã hội của Quốc hội và Bộ Y tế tổ chức. Chi phí điều trị ung thư cổ tử cung rất tốn kém. Nếu chi phí này được bảo hiểm y tế chi trả, gánh nặng y tế đối với phụ nữ mắc bệnh ung thư và gia đình của họ sẽ giảm đi rất nhiều. Trên thế giới, chính sách hỗ trợ chi trả sàng lọc ung thư cổ tử cung dưới hình thức bảo hiểm y tế chi trả hoặc do ngân sách nhà nước hỗ trợ đã được triển khai ở một số quốc gia như Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ. Ung thư cổ tử cung là vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng quan ngại. Tuy nhiên, ung thư cổ tử cung có thể ngăn ngừa được dựa vào việc dự phòng HPV kết hợp với sàng lọc định kỳ nhằm phát hiện, điều trị sớm các dấu hiệu tiền ung thư. Biêu da là phương pháp làm đẹp đang được ưa chuộng hiện nay, với khả năng cải thiện hầu hết các vấn đề về da như mụn, nám, tàn nhang, nếp nhăn hay bề mặt da khô ráp sần sùi. Tuy nhiên, biêu da nếu như không được thực hiện đúng cách cũng sẽ để lại những hậu quả khó lường. Biêu da gọi nôm na là cách lột da hay thay da sinh học, làm cho da bong tróc nhằm tẩy đi lớp da cũ, tạo ra lớp da mới mịn màng, được quảng cáo trên mạng xã hội bằng những lời mời rất hấp dẫn, được nhiều người quan tâm với số lượng tương tác rất cao và đang bán rất chạy trên thị trường. Xem cái quảng cáo về các loại biêu da, tôi có mua về để sử dụng và sau khi bêu thì tôi thấy cái làn da của tôi nó cải thiện không như mong muốn và nó để lại một số biến chứng. Tôi cũng có thử biêu da, khi thử thì một hai lần đầu thì nó đẹp nhưng mà dần dần về sau giống như da bị mỏng ra và da nó yếu đi. Với giá tiền trung bình từ vài trăm cho đến vài triệu một sản phẩm biêu da nên ai cũng có thể mua để dùng thử tại nhà. Nhưng không phải ai cũng biết cách biêu da sao cho đúng. Vì vậy, nhiều trường hợp biến chứng đã xảy ra. Phòng khám thì thường xuyên tiếp nhận những cái ca mà thay da sinh học hay còn gọi là biêu da. Thì những cái ca này biến chứng rồi nhẹ là viêm da tiếp xúc hoặc là bỏng, nặng hơn á, bị nhiễm trùng, tổn thương ở lớp cái tế bào đáy và nó để lại những cái vết sẹo. Không thể phủ nhận những tác dụng của biêu da, nhưng cũng không thể vì thế mà làm ngơ trước cảnh báo và những trường hợp biến chứng của biêu da mà nhiều người đã gặp phải. Vì
Vì vậy, cần phải cân nhắc và tìm hiểu kỹ trước khi quyết định bill da tại nhà để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Đầy bụng khó tiêu là hiện tượng nhiều người gặp phải, làm cho cơ thể khó chịu, mệt mỏi, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Qua tổng đài Alo Doctor 1900 96 9600, chúng tôi đã nhận được câu hỏi của khán giả như sau: khi bị đầy bụng khó tiêu phải xử lý như thế nào? Và sau đây là câu trả lời của bác sĩ. Nếu mà ta rơi vào tình huống đầy bụng khó tiêu thì chúng ta sẽ phân biệt ra hai cái mức độ. Nếu mà tình trạng đầy bụng khó tiêu này nặng và làm cho chúng ta khó chịu, cản trở đến việc chúng ta tiêu hóa và ăn uống, thì chúng ta có thể sử dụng một số các loại thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Thứ hai là nếu chúng ta chỉ có cái cảm giác cơ năng thôi, là thấy đầy bụng, thấy khó tiêu, thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại chế độ ăn bằng cách là chúng ta giảm thiểu tất cả các cái món ăn nào có nhiều dầu mỡ, giảm các cái món ăn có nhiều muối, và chúng ta cũng phải giảm thiểu chất đạm, đặc biệt là chất đạm có nguồn gốc động vật, và chúng ta không nên ăn các cái đồ cũ. Thế giảm như vậy nhưng mà chắc chắn là có cái khỏe tăng thì mới có thể hỗ trợ tiêu hóa được. Chúng ta sẽ ăn những cái loại thực phẩm tạo ra một số các cái enzyme để quá trình tiêu hóa được tốt hơn. Đó là chính là các cái loại trái cây mà có vị hơi chua, thì bạn nên sử dụng là cam, bưởi, các loại dâu. Phần thứ hai là rau, chúng ta sẽ chọn các cái loại rau nhiều chất xơ nhưng mà không tạo ra khí ở trong dạ dày khi mà chúng ta ăn. Đó chính là chúng ta sẽ chọn các loại bông cải. Thêm nữa thì chúng ta có thể sử dụng các loại ớt chuông, đặc biệt là ớt chuông màu vàng và màu đỏ, và nên sử dụng sữa chua hoặc là các loại sữa lên men chua trong thành phần là có probiotic, là một cái cách giúp cho chúng ta hỗ trợ tiêu hóa rất tốt. Thưa quý vị, HPV là loại virus có thể gây ra ít nhất 6 loại ung thư ở cả nam và nữ. Vì vậy, việc hiểu biết đầy đủ và sẵn sàng các biện pháp dự phòng cho trẻ từ sớm là vô cùng quan trọng. Bởi dự phòng từ sớm thì hiệu quả sẽ càng cao. Nói cách khác, khi cha mẹ hiểu biết thì con cái sẽ được bình an. Cả hai con của chị Hà, một trai, một gái đang trong tuổi mới lớn, đều đã được dự phòng HPV. Chị Hà đã tìm hiểu thông tin về loại virus này từ khi con còn nhỏ và biết rằng HPV có thể gây ra ung thư ở cả nam và nữ. Vì thế, phương châm của chị Hà là tạo ra sự bình an cho các con trước khi bước vào tuổi trưởng thành bằng cách dự phòng HPV. Rất là lo lắng và cũng mong muốn là có những cái sự chuẩn bị tốt nhất cho các con để phòng tránh các cái bệnh tật. Thì khi mà con mình bắt đầu độ 9 tuổi thì mình đã tìm hiểu rồi. Để sau con đi vào đời mình cũng cảm thấy là con cũng tự tin, mà bố mẹ cũng cảm thấy là mình cũng vừa làm tròn trách nhiệm với con và cũng là chuẩn bị cho các bạn có cái hành trang về sức khỏe tốt nhất. HPV gây ra bệnh ung thư ở cả nam và nữ. Nhiều người từng nhiễm HPV không hiểu mình bị nhiễm bệnh từ khi nào và do đâu, vì các đường lây đa dạng và âm thầm. Sự thật này đang bị nhiều bậc cha mẹ bỏ lỡ, nhưng chị Hà thì không. Chị tìm hiểu kiến thức về HPV để chuẩn bị cho con một tương lai vui khỏe và vẹn tròn. Phòng thì luôn luôn là tốt hơn là đến lúc phải đi chữa bệnh rồi, nên là mình nghĩ là trừ trường hợp là bố mẹ không biết đến và có sức khỏe tốt thì mới có được mọi thứ. Ngoài việc dự phòng HPV cho cả hai con, chị Hà đang tích cực phổ biến tới bạn bè những thông tin hữu ích liên quan đến HPV, như khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới tiêm ngừa HPV cho trẻ từ 9 cho đến 14 tuổi để đạt hiệu quả cao nhất, bảo vệ tốt trước khi trẻ bước vào tuổi trưởng thành, hay khuyến khích các cha mẹ nên trò chuyện nhiều với con về các mối quan hệ khác giới ở trường, hướng dẫn con cách vệ sinh và giữ gìn cơ thể, cho con đọc các tài liệu khoa học đáng tin cậy. Câu chuyện vừa rồi đã thay cho lời kết của Alo Doctor hôm nay. Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và chia sẻ những thắc mắc của quý vị khán giả qua tổng đài 1900 96 9600. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.